Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và ngày hôm nay, người thanh niên, đẹp trai, tràn đầy sức sống đang ngồi bên cạnh tôi là ai? Để cho quý vị phải đoán, phải tò mò, xin mời quý vị hãy theo dõi đoạn video clip đây. Tưng bừng trong nắng mới, cho bình minh rực rỡ, tràn hòa khắp nơi. Ca sĩ Hoàng Bách sinh năm 1980 trong gia đình nghệ thuật, với khả năng vừa sáng tác vừa hát. Ca sĩ Hoàng Bách có chất giọng đẹp cùng với sự cầu toàn mỗi khi cho ra đời một sản phẩm nghệ thuật. Chính điều đó đã chạm tới trái tim của những người yêu nhạc bằng những ca khúc hay MV được đầu tư kỹ lưỡng. Chọn lối đi nhẹ nhàng và bình yên, ca sĩ Hoàng Bách vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác và hát ở vai trò solo, ngày càng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Có lẽ tình yêu chính là chất xúc tác để anh viết nên những nốt nhạc tràn đầy chất trẻ, niềm yêu đời và hy vọng. Và để có được những thành công và hạnh phúc hiện tại, chắc rằng Hoàng Bách cũng phải trải qua những vấp ngã, những thăng trầm để viết lên câu chuyện hạnh phúc cho công việc, gia đình trong hiện tại. Chào bạn trai, đẹp trai, dễ thương, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ Hoàng Bách. Chị... gì cô ơi, chị giới thiệu em long trọng như vậy mà em cười. Không, mà chị giới thiệu em nhiều quá, thành ra người ta không biết em làm gì, em không biết em đang làm gì. Thế em nghĩ em đang làm gì? Nhưng mà chị nói đúng rồi, cái gì em cũng làm thật. Đó, chị em từ trước đến giờ cũng có cơ duyên để gặp gỡ và làm việc với nhau trong nhiều dự án và cũng đồng hành cùng nhau. Thì thường thấy ở cái người đàn ông này có một cái sự bền bỉ rất là dai dẳng. Có những cái giai đoạn mình cũng suy nghĩ, ủa, cậu em mình đâu rồi ha, mình không thấy nữa. Rồi bạn ấy còn đi hát không? Bạn ấy còn làm nghề không? Nhưng mà rồi khi gặp lại, lúc nào bạn ấy cũng ngời ngời những cái năng lượng tích cực. Thì hôm nay là một cái cơ hội để mà chị em tâm sự những cái cảm xúc, những cái thăng trầm trong cái cuộc sống hay là trong cái hoạt động nghệ thuật của mình. Thì hôm nay là cái cơ duyên hai chị em mình lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau. Mình có một cái cơ hội để mình giải bày sâu hơn một chút. Thì em nghĩ là điều đấy nó cũng tốt. Cái cơ duyên nào dẫn đến cái con đường nghệ thuật đến với em? Nhỏ em đã được hướng theo nghệ thuật rồi. Bố mẹ em đều làm nghệ thuật cả. Bố em thì là biên đạo múa, còn mẹ em thì là ca sĩ. Ba anh em trai thì đều được học nhạc hết, nhưng mà em thì là cái người có nút, thì lại có cái tố chất lớn nhất trong ba anh em và rõ ràng nhất. Thì từ nhỏ mẹ em đã cho học hát, rồi tập nốt nhạc, rồi 6 tuổi đã cho đi học guitar rồi. Rồi sau đó học rất nhiều loại nhạc cụ, cho nên bây giờ đụng đến cái gì cũng chơi được. Ủa gì, chơi cái món nào là cái món thuần thục nhất? Dạ. Đừng nghĩ bậy, chúng ta đang nói về nghề rất thuật. Nhiều loại đàn, nhưng mà có một loại đàn nói vậy thôi, chứ còn nói về nghệ thuật thì cái chuyên ngành mà em học theo học lâu năm nhất lại là kèn. Kèn gì? Học chống kèn oboa, một loại kèn trong dàn nhạc giao hưởng. Em nhớ là mùa hè năm 2001 thì thầy Trần Hiếu có mở một cái lớp tại nhà anh Nam Khánh. Tiền thân của nhóm ACNM thì cả ba người đều học, trước đó là chưa có em ạ, thì là đều học thầy Trần Hiếu. Bốn anh em biết nhau trước ở trong trường rồi, nhưng lúc đấy thực sự nghe giọng của nhau, các bạn ấy rủ luôn hay là bốn anh em mình kết hợp lại. Vậy là trước đó không có hát solo? Em không. À, có hát solo trong một cái ban nhạc mà mình tự lập ra thôi. Thích hát bè, thích hát cái kiểu a cappella, cái kiểu thời đó có những cái nhóm nhạc mà đang rất nổi tiếng như là Boyz II Men, rồi O4One, rồi Backstreet Boy, cái kiểu mình thích. Chị nghĩ chắc là do em đào tạo bài bản và em am hiểu nhiều cái nhạc cụ rồi nhạc lý này kia, cho nên là ví dụ mình hát solo một mình thì nó cảm giác nó chưa đã. Nhóm thì có lúc mình lên xuống, dạ. mình đủ thứ để mình phá cách trong cái âm nhạc. Dạ. Nó cũng là một cái em vẽ trước cái con đường của mình, em hay ngồi tưởng tượng trước con đường của mình là mình sẽ là một thành viên của nhóm nhạc trước này. À. Sau đó mình sẽ đi con đường của mình là một cái người ta hay gọi là singer songwriter, nghĩa là cái người vừa viết nhạc vừa hát cái nhạc mà mình viết. Thì bây giờ em vẫn đang đi trên con đường đấy. Ủa mà em vẽ được cái kế hoạch cuộc đời em từ lúc em còn đôi mươi luôn à? Cũng gần như vậy. Wow, đúng. Thì có một cái kế hoạch không vẽ được là lấy vợ hơi sớm. Từ từ, cái vụ vợ nó phải từ từ. Cái nô quý vị thì chắc chắn trong chúng ta là ai cũng biết đến nhóm nhạc ACNM thời đó, gặp nhau trong một cái đam mê, một cái chí hướng, cho nên nó mới ra một cái nhóm nhạc và nó đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tự nhiên trong đầu chị có hiện lên một cái câu hỏi.
Nếu như là bốn con người, một cái tập thể mà ai cũng giỏi thì ai cũng sẽ có cái tôi rất cao, và đặc biệt là nghệ sĩ nữa, rất là nhạy cảm. Và như vậy thì chắc nó phải có những cái lúc xung đột hay là hiềm khích chứ. Làm sao có thể cái nhóm nhạc mình kéo dài và để phát triển. Anh em có 10 năm đi cùng với nhau thì rất cái điều dài. Rất là may mắn đó là không thay đổi thành viên. Em cũng ngồi em hỏi lại là những cái câu chuyện đó, tại sao mình lại làm được cái điều đấy. Có nhiều người nuối tiếc về cái việc là tại sao bọn em không đi tiếp với nhau. Nhưng với em thì em nghĩ là 10 năm là đủ đẹp, đủ dài để biến những cậu thanh niên mê nhạc thành những người đàn ông có ảnh hưởng với cái nghề và có những cái thành tựu đối với nghề. Thì 10 năm đó là 10 năm đẹp, rất đẹp. Thì bọn em cũng phải cố gắng rất nhiều, bởi vì bốn người đều là bốn người cá tính. Những cá tính đôi khi nó không liên quan đến nhau, kết hợp với nhau về nghề rất là hay, nhưng mà cái về góc sống, tính cách riêng thì bọn em có những cái khác biệt. Và rất may mắn là bọn em là những người chuyên nghiệp. Em nghĩ là những người chuyên nghiệp và tìm được cái cách để có cái tiếng nói chung trên sân khấu. Và những cái năng lượng tốt nhất là dành với nhau trong công việc. Còn lại thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, tôn trọng cái góc sống riêng, cái cá tính riêng và cái cách chơi riêng của nhau. Không có xung đột. Ban đầu thì có. Tất nhiên sau đó thì có những cái hiểu lầm một chút. Cái quan trọng là cái lúc bên cạnh nhau mình làm á, thì nó ra hiệu quả công việc tốt nhất. Thì đấy là cái góc mà chúng ta nên trân trọng. Khi nghĩ lại về những điều đó là em thấy là đó là những cái thời gian tốt đẹp, hay là có những cái điều gì làm em cảm thấy nuối tiếc trong cái thời gian hợp tác với nhau không? Cái lúc bọn em chia tay nhau nó có những cái lùm xùm về một chút về mặt truyền thông. Đấy là có. Và nó đến từ bản thân em nhiều hơn. Mình với nhóm trong 10 năm hoạt động thì anh em rất là trân quý nhau về mặt tài năng. Có thể không hợp với nhau về cách sống, nhưng mà cái nhân cách là mình rất là tôn trọng nhau. Có sự tôn trọng của những người đàn ông với nhau, có sự tôn trọng của những người đồng nghiệp với nhau, nên bọn em kết hợp rất là tốt. Nhưng tất nhiên cái lúc chia tay thì chính bởi vì cái đàn ông tính nó quá mạnh, nên không ngồi lại nói chuyện được với nhau cho nó kỹ, cho nó hết. Thành ra là vẫn đến giờ này vẫn có những cái một chút gọi là hiểu lầm nhau, họ không hiểu hết ý với nhau. Nhưng em nghĩ nó chỉ là vấn đề. Đến bây giờ luôn á. Đến giờ này mình luôn. Mình chia tay nhóm bao lâu rồi? Mấy năm 11 rồi. Năm. Chia tay 11 năm mà đến giờ này vẫn chưa giải quyết được những cái em nghĩ mắt. Nó không phải vấn đề lớn đâu. Em tin vào những cái nhân duyên trong cuộc sống lắm. Khi nó đến nó sẽ đến. Với em, BCN em là một cái trường đã khép lại. Và nếu khi cần chúng ta muốn đọc lại một câu chuyện, hoặc là có muốn có một cái chương mới nảy ra từ cái chương cũ đó, thì nó sẽ đến khi mọi người cùng sẵn sàng. Năm 2001, nhóm nhạc ACNM chính thức ra đời với 4 thành viên là Hoàng Bách, Thụy Vũ, Đình Bảo và Nam Khánh. Đây là nhóm nhạc nam được đào tạo thanh nhạc bài bản dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và tiên phong theo đuổi dòng nhạc a cappella độc đáo còn khá mới lạ ở Việt Nam thời bấy giờ. Xa có nên gọi là tình, đời không đáng cay có nên đời. Lối hát không sử dụng nhạc đệm hoặc chỉ dùng bộ đệm đơn sơ, tôn lên chất giọng của bốn chàng trai đã nhanh chóng giúp họ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng nghe nhạc. Khi cho ra mắt 5 album thành công, ACNM Vol 1, ACNM Xin Chào, Một Tình Yêu, Đêm Nay Có Mưa Rơi, Khát Vọng, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi giọng hát, phong cách lịch thiệp trên sân khấu cũng tạo cho ACNM một màu sắc khác biệt. Hội tụ những điều đó, ACNM được lòng giới phê bình nghệ thuật và khán giả. Tuy nhiên, năm 2009, ACNM đã không còn đồng hành cùng nhau trong âm nhạc. Mỗi người đã tìm cho mình một lối đi riêng trong sự tiếc nuối của công chúng. Nhưng mà trong suốt 10 năm qua, riêng bản thân em thôi, có bao giờ em mong muốn là hợp lại để tiếp tục biểu diễn không? Có chứ. Tại vì thực ra là một mình em hát không thể nào ngân được 4 cái giọng mà nó hòa vào với nhau như vậy. Em cũng muốn kết hợp với nhiều người khác nữa để thử tìm những cái điểm về mặt âm nhạc mà mình thấy mới, thấy hay. Nhưng mà cái điểm chạm mà khi 4 cái giọng nó ngân lên nó chỉ đến với ACNM thôi. Em chưa từng tìm được cái cảm giác đó lại trên sân khấu. Đó là một cái giá trị rất là quý trong nghề mình. Dạ. Không phải làm ai cũng may mắn đạt được cái đỉnh đó. Một cái tập thể mà làm việc với nhau lâu mà những con người cá tính như vậy làm cho chị tò mò, khó dạ. lắm. Các bạn ngoài việc là hợp tác, là đồng nghiệp, mình có là những người bạn thân không? Không. Ồ, chơi với nhau, đi hát với nhau 10 năm mà không thân? Thân ở trên cơ sở là đồng nghiệp.
tụi em cũng đã thử, với riêng cá nhân em cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng mà nó không phải là những cái gì mình như mình mong muốn. Chỉ thăng hoa khi mà chúng ta làm việc với nhau thôi. Em cũng thấy buồn cười là đôi khi hồi mình còn trẻ hơn, đến 10 năm trước đây á, khi báo chí có phỏng vấn em thì em cũng nói gần như vậy. Nhưng cách nói của mình có lẽ là sau 10 năm nó sẽ khác hơn, dễ chấp nhận hơn. Bị fan, bị khán giả phản ứng rất là nhiều. Và đấy là cái lần đầu tiên em gọi là em tự nhận với mình là bị vạ miệng như thế. Đến giờ này em vẫn thấy buồn vì chuyện đấy với bản thân mình. Giá như mình nói nó hay hơn ha. Em thì em không giá như đâu. Em biết là cái chuyện nó đã xảy ra là nó nên xảy ra. Nhưng em biết là sau đó mình rút ra được cái gì. Mình còn non thì mình có những cái bài học để sau này mình tốt hơn. 10 năm trước còn non, đúng rồi. Thậm chí bây giờ hai chị em mình ngồi đây, nhiều khi mình 10 năm sau mình nhìn lại mình thấy lúc này mình non, hoặc là mình vả miệng mình cũng nói cái gì đó nó không đúng. Qua những cái gì mà của Hoàng Quách chia sẻ thì Tường mới cảm nhận được đó là một cái môi trường làm việc của những người chuyên nghiệp. Đó là nghề nghiệp. Bây giờ nói về cái chuyện tình yêu đi. Là nãy bạn có nói một câu vạ miệng là cái gì cũng làm kế hoạch, lập kế hoạch được hết, nhưng mà có cái kế hoạch về tình duyên là nó bị giống như là bị, mình dùng cái từ là bị sao ta, vỡ kế hoạch hả? Nói vậy mọi người hiểu em nhầm. Em nói hồi nãy, em nói là cái tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, chỉ trừ cái việc kết hôn. Như vậy là kết hôn là ngoài kế hoạch, gọi là vỡ kế hoạch. Thì cũng đúng rồi, cũng đối với cuộc đời em tin là mọi thứ nó đều đến rất đúng lúc. Dạ. Nó là những cái duyên mình đến đúng lúc, mình không thể cưỡng cầu được. Cái cơ duyên nào mà Bách gặp người vợ hiện tại của Bách là như thế nào? Bạn ấy trước cũng làm người mẫu. Cũng rất là xinh đẹp. Cũng rất được. Rất là cá tính. Cũng được. Thôi, cũng được, cái gì nữa. Bạn thấy cũng được, mà có thể là thời điểm đó những người xung quanh, người ta thấy cái đó là cái gì đó ghê gớm, mà có bạn được rồi thì bạn thấy nó cũng được. Nếu không phải là người phụ nữ đấy, nếu không phải là cô gái đấy thì sẽ không ai ghìm cái chân, ghìm cái bước của cái con ngựa hoang trong người em cả. Nhưng lúc đó cũng rất trẻ mà. Lấy vợ là 26. 26 đối với em 26, là quá trẻ, 26. Trẻ khoảng 10 năm so với plan của em, với cái kế hoạch mà em đã đặt ra. Cái sự kết hôn với nhau lúc đó đối với em đó là một sự mạo hiểm. Mạo hiểm chứ chị. Em làm nghề em biết là không có một nam ca sĩ nào mà 26 tuổi mà đang ở độ tuổi hot nhất của mình mà đi kết hôn cả. Thực sự lúc đấy em đang hot, em biết. Khán giả nữ sẽ quay lưng, có. Mất đi một lượng fan. Sau này em biết khi mà em cùng với cậu nhỏ nhà em đi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, thì những cái fan nữ bây giờ bắt đầu có gia đình rồi. Họ mới quay lại và họ comment thẳng lên Facebook của em là hồi đấy anh Bách cưới vợ là bọn em buồn lắm. Em quyết định là không hâm mộ anh Bách nữa. Bởi vì ca sĩ gì 26 tuổi mà đã cưới vợ thì vợ con đùm đề làm sao mà cống hiến cho âm nhạc nữa. Mà họ nói đúng. Em có thời gian em lặn mất tâm bởi vì là yêu gia đình hơn âm nhạc. Từng có giai đoạn em nói là mình là mình đi lái taxi cũng được, để duy trì nụ cười trên môi vợ mình, các con mình, và cái không khí mình, gia đình mình nó đầm ấm là được. Cái thời điểm mà hai bạn lấy nhau đều là cái thời điểm vàng son của cả hai bạn luôn. Không riêng gì Bách mà cả vợ mình cũng vậy. Thế thì chắc chắn là xung quanh sẽ có nhiều cái vệ tinh, nó sẽ nhiều cái cạm bẫy. Có bao giờ nó tác động đến cái hạnh phúc của hai vợ chồng không? Có bao giờ mình bị lung lạc giữa những cái cạm bẫy xung quanh? Với vợ em, từ lúc em bước chân vào cuộc đời cô ấy, thì cô ấy chỉ có nhìn về em thôi. Cái đấy là cái điều em nhìn thấy một cách rõ ràng, trên 100%. Trên 100%? Trên 100%. Em tin vào vợ mình nhiều hơn tin vào bản thân mình. Niềm tin tuyệt đối. Với em là tuyệt đối. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì em tin là nó sẽ chỉ xảy ra từ phía em. Đám dở thôi. Còn với người phụ nữ này thì em tin hoàn toàn. Em là dạng người khó tin người khác hoàn toàn như vậy lắm. Với bản thân mình còn không tin hoàn toàn như vậy mà. Nhưng ngược lại. Ngược lại vợ em cũng tin em hoàn toàn. Và đấy chính là cái điểm mấu chốt để em trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bao nhiêu năm sau khi ở với nhau thì mình mới cảm nhận được? Không, em cảm nhận ngay lúc đấy. À. Càng về sau mình càng không thấy nó sai. Mình càng thấy là cái sự mạo hiểm của mình, cái sự quyết liệt của mình, của hai đứa trong cái giai đoạn đó là đúng. Với mỗi nghệ sĩ bọn mình ấy, thì luôn luôn có một cái sự hoang dã bên trong con người mình. Em nhìn thấy với tất cả đồng nghiệp của mình. Đúng. Mà đặc biệt ở em, chị cũng nhìn thấy được điều đó. Một cái người đàn ông lịch lãm, phong trần. Và em cũng đi diễn khắp nhiều nơi. Dạ. Rồi thậm chí là những cái cuộc lưu diễn xa nhà, thậm chí là đi nước ngoài, diễn rất nhiều các cái cuộc hoa hậu nữa. Đó, vậy thì cạm bẫy xung quanh rất nhiều. Và chị không tin là em nói em không có những cái phút giây mà nào nó sao lãng. Có không? Thành thật chia sẻ đi. Phải có chứ. Nếu em có lỗi với vợ em thì vợ em sẽ là người biết đầu tiên biết chuyện đấy. Vợ chồng em sống với nhau bằng cảm nhận. Người ta nói có những vợ chồng sống với nhau đến cả đời, đến khi một trong hai mất đi thì người kia mới cảm nhận, ô, thế ra là anh ấy cũng có, là anh ấy mình bị đang bị gạt ở cái câu chuyện này, ở cái câu chuyện nọ. Có. Cái gạt lớn nhất của con người khi mà hai vợ chồng ở với nhau đó là không trao trọn cái tình cảm dành cho nhau.
trao trọn cái sự quan tâm lớn nhất dành cho nhau. Thì với cái điều đấy thì em chưa bao giờ em mắc phải với vợ em cả. Và em tin là em sẽ không có, con người như em sẽ không thể nào quan tâm ai hơn hoặc gần bằng vợ mình được. Cái điều gì ở trong cô gái đó khiến em có một cái niềm tin mãnh liệt và tuyệt đối như vậy? Tại vì mình yêu, có được cái niềm tin của người con gái đấy. Cái tình yêu và cái niềm tin nó hai cái khác nhau. Ví dụ như chị luôn luôn sẵn sàng yêu, yêu hết mình, đâm đầu về tình yêu của mình, hy sinh về tình yêu của mình. Nhưng hỏi tôi tin đối phương sẽ như vậy với tôi không? Tôi không tin. Vậy thì từ cái tình yêu mà đến cái niềm tin nó phải có quá trình cảm nhận những cái gì đó nó xảy ra, những cái biến cố gì đó khiến em mới có một cái niềm tin tuyệt đối. Chứ chị không tin rằng mới ngày đầu trẻ hai mấy tuổi gặp nhau yêu nhau mà đã tin tưởng nhau tuyệt đối. Có những cái câu chuyện là mình tin thôi. Mình nhìn vào ánh mắt nhau mình biết là câu chuyện đang xảy ra như thế nào. Là mình còn yêu nhau hay không? Mình còn muốn ở bên cạnh nhau hay không? Cái điều đấy mới là quan trọng nhất. Và trong một mối quan hệ thì hai người chỉ nên có những định mức riêng với nhau. Đừng để những cái xung quanh nó tác động vào với mình. Có nghĩa rằng hai bạn có những cái cuộc nói chuyện như những người thân, những bạn bè, để có những cái thỏa hiệp, những cái giao kèo với nhau, để mà cùng nhau gìn giữ cái mái ấm của mình. Bọn em ở bên cạnh nhau đến giờ là gần 17 năm, kể cả thời gian yêu nhau. Bọn em có những cảm nhận về nhau, và càng ngày nó càng lớn hơn và nó càng vững chắc hơn với sự ra đời các con nữa. À, chị có con và chị biết một đứa con nó đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Bọn em có tới 3 đứa. Và những cái thăng, những cái trầm, giông bão mình phải trải qua, bọn em không để khán giả phải bận tâm về những chuyện đấy. Nó là chuyện riêng của mình. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu là có những cơn bão nó mạnh hơn tất cả. Nó có thể cuốn phăng đi tất cả. Nhưng ít nhất là những cái gì mình đã từng trao cho nhau, những cái gì mình luôn luôn nghĩ về nhau, nó tồn tại. Từng giây, từng phút mình sống với nhau, mình yêu thương nhau, mình cho nhau những cái thứ đẹp nhất, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình. Bạn làm cho tôi tò mò về cái người phụ nữ của bạn quá. Chưa có cái dịp nào mà tiếp xúc. Nhưng mà nếu mà để nói về người vợ của mình, cô ấy là cái người như thế nào? Cá tính dịu dàng. Em thích người phụ nữ như vậy, năng động khi cần thiết và cũng đủ lười biếng khi cần thiết để em che chở. Em yếu đuối thì cũng là người đầu tiên em thể hiện trước mặt. Người duy nhất mà dám hét thẳng vào mặt em khi em sai đường. Giống như con gái em nói là bố dữ lắm, bố thì dữ lắm. Lúc bố hét lên là bố dữ lắm. Nhưng mà ở nhà là con sợ mẹ thôi. Tại sao? Lúc bố dữ bố la lên đó, là mẹ la ngược lại bố là bố im luôn. Thì đấy là con gái em nó còn nhận ra. Mình ra đường mình có thể là ai đó, nhưng mình cũng cần một người có thể nhìn ở một cái góc khác để chỉ cho mình biết là anh, cái này không ổn anh à. Sai rồi đấy. Dạ, rất ít người có thể nói với em cái điều đấy. Thì cô là người gần như là duy nhất trong cuộc sống này dám nói với em điều đấy. Trong suốt 17 năm mà có những lúc cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cái tình cảm nó bị nguội lạnh? Cái tình cảm nó chưa bao giờ nguội lạnh cả, nhưng cái sự mệt mỏi nó có. Đôi khi cái trách nhiệm trong cuộc sống mình nó lớn quá. Có những lúc mình bị lung lạc. Có một cái giai đoạn là bắt hình như rơi vào một cái gì đó, nó hơi u uất, hơi bị trầm cảm đúng không? Bị stress đúng không? Và điều gì đã khiến em vượt qua được những cái điều đó? Cái thời gian đó nó kéo dài lắm không? Nó kéo dài khoảng nửa năm. Đến giờ này thì cái dư chấn của nó vẫn còn, nhưng mà nó không nhiều. Cách đây hơn 2 năm thì vợ chồng em có gặp một cái biến cố lớn về cái việc mình đầu tư. Rơi vào một cái trạng thái mà em không nghĩ là tự nhiên mình lại mất nhiều đến thế. Tình huống là mình cảm giác là trống hốc trống hoác xung quanh. 38 tuổi như thế thì nó là một cái cú sốc lớn chứ. Mình đã có một chặng đường dài đi chuẩn bị chuyển hướng. Thì mình có một cái số vốn như thế nó là ổn chứ. Nó lại không như mình mong muốn. Đúng cái năm đấy em bị mất bố. Nó đến cùng một lúc, nó xây ra những cái tường thành để nhốt mình vào trong đó. Khi nó sụp thì em bị hoang mang, em bị chơi với và em không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Và nếu nó gọi là rơi vào trạng thái trầm cảm thì cũng đúng. Bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy mình sợ lắm, mình sợ một ngày mai nó tới lắm. Vậy hả? Dạ. Tất nhiên ở ngoài thì không ai biết được em như thế đâu. Chỉ có vợ là người duy nhất biết, bạn bè em còn không biết. Tại vì bản thân của em á, là từ trước giờ có việc gì là em tự giải quyết hết. Đấy là cái lần duy nhất mà em cảm giác là mình không giải quyết được những vấn đề của mình. Mình cũng may mắn gặp được những cái người ta chỉ đường cho mình, ví dụ như anh Đức Huy. Đúng cái giai đoạn đó bước đến và nói là không em ơi, chuyện này bình thường. Đây là những cái việc mà một cái người như em cần phải gặp. Thuyền to thì gặp phải sóng lớn thôi. Em đã biến thành một con thuyền to rồi mà em không biết. Thì bây giờ em phải đối đầu với nó. Một cái chân trời mới nó sẽ mở ra với em. Nếu bây giờ em biết đứng dậy và bước tiếp. Sau đó là một cái giai đoạn mà hai vợ chồng
càng siết chặt tay nhau hơn, cùng thay đổi những cái nó còn tồn đọng trong bản thân mình. Từ lúc đó cái sức sống, cái sự lạc quan trong con người bắt đầu nó quay trở lại. Sau cái biến cố đó mà ấp ủ cho Bách cái kế hoạch mà khi Bách 20 đó. Bách 20 quay trở nó lại là như đúng vậy không? Đó. Dạ. Oh. Dạ. Nó là một cái con người gọi là mới cũng đúng, mà là con người cũ, hạnh phúc, tươi trẻ của mình, cái năng lượng tuổi 20 của mình nó thực sự nó quay lại. Nó giống như là mình mở ra một, mình phá bỏ một bức tường để những cái năng lượng tốt nó quay trở lại với mình. Và Tường cũng có cái cơ duyên được xem bạn ấy trình diễn trực tiếp với nguyên một cái band của mình, rất chuyên nghiệp. Làm cho chị coi mà chị cảm giác nhớ là cái thời xưa, thời mà mình đi hát, mà thời xưa là đúng là đâu có làm gì mà có nhạc playback sẵn đâu, là sự tương tác cả của một cái ban nhạc và cuốn hút khán giả, họ lắng nghe theo mình, họ chìm đắm theo mình, họ đu đưa theo mình, cái cảm giác đó thật là tuyệt. Có phải vì cái cảm xúc đó khiến cho Bách quyết định là chọn cái con đường ca hát hiện tại của mình là như vậy không? Những cái gì đã qua nó dạy cho mình rất nhiều bài học, là khi mình làm một cái gì đó thật là chỉn chu, thật đàng hoàng thì nó sẽ khó. Đầu tiên là mình đã, khán giả đã. Đã. Đó. Phải công nhận. Nhiều người cứ chọn cái cách dễ dãi, mình chọn cách nó không dễ, làm hiệu quả, thì đấy mới chính là mình. Đấy là chính là cái mình mong muốn. Không quan trọng là mọi người sẽ nhìn thấy cái gì, những người thụ hưởng cái âm nhạc của mình họ cảm thấy cái gì, cái đấy mới là quan trọng. Có thể khán giả đó, cái số lượng khán giả đó nó không quá đông, nhưng cái giá trị nó tốt thì mình vẫn sống được với nghề. Chạm vào vinh quang được xem là sản phẩm âm nhạc kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của Hoàng Bách. Không phải là một MV bình thường, Hoàng Bách tự làm khó mình và cả ekip khi đi ngược lại với thị trường âm nhạc, quyết định lập ban nhạc Bách 20. Với Hoàng Bách, nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu cùng ban nhạc sẽ mang lại cảm xúc thăng hoa, đồng thời tạo nên tương tác tốt với khán giả hơn khi hát trên nhạc nền thu sẵn. Với Bách 20 là cái tuổi không ngại thất bại, đó là thời điểm sẽ chơi cuộc chơi của mình rực rỡ nhất có thể, vui nhất có thể và cống hiến nhất có thể. Bách muốn trở về bản nguyên của mình, làm mọi thứ thật nhiều nguồn hứng khởi với đúng con người mình. Và với tinh thần đó, Hoàng Bách lựa chọn Chạm vào vinh quang là phát báo mở đường cho toàn bộ dự án để giúp mang lại cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc về sau. Ngoài cái việc làm việc nghệ thuật và làm bố đó, thì cái nào nó khó hơn so với Bách? Làm bố khó hơn. Làm bố khó hơn. Tại làm nhạc thì có người dạy mình, làm bố thì có ai hỗ trợ mình đâu. Mình phải đối mặt nó từng ngày. Và với con mình thì sai mình không làm lại được. Với em bây giờ cái quả ngọt từ cái việc con em đang lớn lên, nó trưởng thành từng ngày mình nhìn thấy. Và nó ngoan ngoãn, nó có cá tính riêng. Và chúng nó là những đứa trẻ hạnh phúc. Khi con mình đã xem mình là bạn, có bất kỳ một cái sự việc, một cái biến cố hay một cái khó khăn hay một cái niềm vui trong cuộc sống của con, thì cái người đầu tiên con muốn chia sẻ lại là ba mẹ. Đó là một cái điều rất hay. Cái điều em hạnh phúc nhất là các con thực sự nó coi mình là bạn. Hôm trước em có một người bạn ở Vũng Tàu, anh em cũng rất là quý mến nhau. Hai anh em tâm sự với nhau về việc dạy con, thì anh ấy hỏi là em muốn coi con em coi mình là bạn, nhưng thực sự em phải hỏi lại bản thân em là có thực sự coi nó là bạn hay không, hay đấy là chỉ là điều mình nói, hay chỉ mình muốn thể hiện ra thôi. Em phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là mình lại phải chỉnh thêm mình một lần nữa, là mình còn phải sâu hơn cái việc trong lòng nó có coi mình là bạn hay không, thì nó phải đến từ cái việc mình đối xử với nó như thế nào. Khi nó có vấn đề gì sai với cái ý của mình thì mình ngồi mình nạt nó, nó lôi nó ra phạt rồi lôi nó ra đánh đòn. Chẳng có bạn nào đối xử với nhau như vậy cả. Có bao giờ em cảm thấy mình hối hận một cái điều gì đó khi em đã cư xử hay em đã với con thì có với chứ. Con mình không? Với con thì có. Cụ chứ. Thể nó là như thế tại nào? Vì sao? Ví dụ như với thằng lớn thì em đã từng có lần đánh đòn nó, đánh nó rất là đau, nhưng vì sao em bảo là thấy cái điều đấy nó không ra mang lại giá trị gì cả, nó chỉ là cái nơi để mình giải tỏa những cái bức xúc của bản thân mình thôi. Và như vậy là mình kém. Khi con người phải sử dụng đến bạo lực thì nó là cái bước cuối cùng rồi, và với cha con với nhau mà phải sử dụng đến cái bước cuối cùng ngay từ những bước ban đầu thì như vậy là bạn tệ, bạn dở.
con mình nó có biết gì đâu. Con mình nếu nó có dở, nó có sai thì là do mình đầu tiên. Dù có ở đâu thì cũng có luôn luôn có một người bạn là bố ở bên cạnh. Và trong cuộc sống này mình có thêm bạn thì mình tốt. Bách chia sẻ là mình là sinh ra trong một gia đình coi như là mình là con nhà nòi. Vâng. Thế thì bây giờ ba đứa nhỏ có đứa nào nó nối nghiệp cha không? Có đứa nào nó có năng khiếu về nghệ thuật không? Năng khiếu thì hai bạn lớn là có năng khiếu, bạn nhỏ thì em chưa biết. Em cảm giác là cũng có bởi vì cái tai của bạn là nhạy. Bạn lớn thì lại là cái mẫu mà thích ngồi chiêm nghiệm, ngồi đọc sách, ít nói và thích thu mình lại, thích ở một mình và chỉ chơi với một số bạn bè rất là thân thôi. Bạn thứ hai thì có vẻ là có thích âm nhạc hơn, thậm chí là đã sáng tác được bài hát rồi. Gì ghê vậy? Mới 6 tuổi rưỡi là sáng tác được bài hát rồi và em có sản xuất cho bạn một cái bài hai bố con song ca với nhau. Bạn sáng tác được khoảng 70%, bố 30%. Ồ. Thì vẫn tất nhiên là những cái giai điệu rất đơn giản của trẻ con thôi. Nhưng mà bởi vì là bố có nghề nên là bố ký âm lại rồi bố chỉnh sửa lại cho con. Ừ. Thêm vào một số thứ nữa. Khi bố phụ và làm thành một cái tác phẩm âm nhạc đàng hoàng thì cảm xúc của con như thế nào? Bạn ấy vui lắm. Dù công việc của một ca sĩ, nhạc sĩ hầu như chiếm phần lớn thời gian của Hoàng Bách, có lúc anh phải rời xa tổ ấm của mình đến vài tháng. Song mỗi khi hoàn thành show diễn hay đơn giản là trở về sau một ngày làm việc, Hoàng Bách luôn dành trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình. Đối với Hoàng Bách thì gia đình mãi mãi là ưu tiên số một. Anh yêu tổ ấm của mình, xây dựng một bến đỗ hạnh phúc giúp Hoàng Bách tìm thấy cảm hứng, thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật. Một người phụ nữ trong nhà mình luôn yêu cha và yêu con thiết tha. Luôn yêu cha và yêu con thiết tha. Đối với em đấy là cái quả ngọt từ cái việc mình dạy con. Các con được sống đúng là mình. Nếu con thích âm nhạc thì con có thể học với bố. Em để các con phát triển tự nhiên hết theo cái cách các con muốn. Chứ còn cái việc nối nghiệp hay không nó không phải là vấn đề của em. Em sắp xếp cái thời gian để dành cho công việc, những cái kế hoạch của mình và một cái vai trò một người chồng, một người trai trong gia đình nó như thế nào? Sáng sẽ dành cái việc đưa con đi học. Nó lớn lên nó có hình bóng của mình bên cạnh. Lúc nào nó cũng tin là trong những cái bước đầu của mình luôn luôn có bố bên cạnh. Cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con. Em nói với bản thân mình, nói với vợ là anh có thể không thành công ở những lĩnh vực này, lĩnh vực kia, nhưng trong riêng trong việc làm bố thì anh không cho mình cái quyền không thành công. Một ông bố rất là tuyệt vời ha. Vậy thì hiện tại kế hoạch tương lai của mình là như thế nào? Em vẫn đang làm âm nhạc, nhiều nhất là âm nhạc, sản xuất âm nhạc đầu tiên là cho bản thân mình đã. Rất nhiều những cái lời mời sản xuất âm nhạc cho những người khác. Hiện tại em viết được rất là nhiều. Trong giai đoạn mà gọi là mình bước ra khỏi chiếc hộp đấy, thì mình viết được rất là nhiều và mình không quan trọng là nó sẽ đứng ở top nào, không quan trọng chuyện đấy. Nhưng nó sẽ phải mang cái giá trị thực sự cho cộng đồng, thì họ cảm thấy phải tích cực khi nghe nhạc của mình. Em hát nhạc buồn nó không hay, mình chỉ hát nhạc vui, hát nhạc tươi thì truyền nó cảm hát xúc để kích dạ người ta lên, vực đấy dậy tinh thần ha, có những dạ niềm tin lạc quan trong cuộc sống. Chỉ có việc làm bố thôi, sẽ không bao giờ dừng lại được. Hiện tại Bách cảm nhận về hạnh phúc là như thế nào? Em là người hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vì mình có cái gì đó, mà là mình cảm nhận được nó trong trái tim mình. Mình nhìn người phụ nữ bên cạnh mình còn thấy muốn mỉm cười với cô ấy, và cô ấy còn muốn mỉm cười với mình. Mình nhìn các con mình nó đang lớn lên từng ngày và nó yêu mình, đấy là hạnh phúc. Khán giả của mình cảm nhận được là mình đang muốn cống hiến những cái điều đẹp đẽ, những cái điều tích cực bằng hình ảnh, bằng âm nhạc, bằng cái triết lý sống của bản thân mình thì là hạnh phúc. Chị hạnh phúc, em hạnh phúc vì chúng ta ngồi đây và có câu chuyện như thế này. Cảm ơn Hoàng Bách rất là nhiều. Cái buổi trò chuyện rất là cởi mở, rất là trải lòng như vậy. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy và được phát lại vào lúc 15 giờ 35 phút Chủ nhật và thứ Năm của tuần kế tiếp trên kênh TTV11. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và bây giờ Cát Tường và Hoàng Bách xin chào và hẹn gặp lại quý vị.